Mưa lớn nhiều ngày qua cũng làm một số trường học trên địa bàn thành phố bị ngập. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động phòng chống, các trường học đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Hiện giáo viên các trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại, ghi nhận tại quận Liên Chiểu. Trường tiểu học Hồng Quang, quận Liên Chiểu là trường học bị ngập nặng nhất trong đợt mưa tháng 10 năm 2022. Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại năm trước, khi có mưa lớn kéo dài, nhà trường đã chủ động di dời thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh lên cao. Mưa vừa ngớt, nhà trường đã huy động 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự hỗ trợ của khoảng 100 phụ huynh dọn bùn non ở sân trường và các phòng học tầng trệt. Tất cả những tài sản mà quan trọng đều đã được đưa lên cao để đảm bảo an toàn. Hiện tại thì nhà trường không mang thiệt hại về tài sản, nhưng mà do nhà trường ở trong cái vùng thấp trũng cho nên là nước vào tất cả các khu vực điều bộ cũng như là các dãy phòng học ở phía cuối và phía dưới này đều qua nước cả. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc phân công trực ban 24/24 với phương châm 4 tại chỗ, chủ động trong công tác phòng chống ngập lụt, nên năm nay các trường học trên địa bàn quận không bị thiệt hại nặng như đợt ngập năm ngoái. Trường là đang nằm trong một cái điểm sạt lở, bên cạnh lũ lại có sạt lở. Chính vì vậy trên đây nhà trường phải khắc phục bằng cách là sẽ chuẩn bị những cái bao cát trước đó đã chuẩn bị sẵn và bằng những cái miếng ván để che chắn những cái ô cửa. Trường vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo cho trẻ sau khi cơn lũ đi qua thì có thể là cho trẻ đến trường. Hiện tất cả trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu đều đã hoàn thành việc dọn vệ sinh phòng học, sân trường, thu gom bùn đất để đón học sinh trở lại trường.